đất này phong thủy hiếm có khó tìm, rất hợp với khách của chú em. Nếu khách của chú mà mua được thì ông ấy sẽ làm ăn rất phát đạt. Chú bảo ông khách xuống tiền đi, kiểu gì chú cũng lãi to. Dạ vâng, đa tạ thầy ạ. Con thấy miếng đất này cũng rất là đẹp, nếu như họ chịu bán thì mình lãi to thầy ạ. Chuyện thầy làm phong thủy bao nhiêu năm, nhìn phát biết ngay đất nào đất vàng, đất nào đất bạc, đất nào chó ăn đá, gà ăn sỏi. Thôi, chú em cứ ở đấy mà tính toán đi. Thầy ra đầu làng cái đã, nãy vừa đi qua quán rồi chó, thấy nó nướng thơm nước cả mũi. Vâng, thế thì thầy cứ ra đầu làng ăn cho thoải con gà mái đi. Tí con ra con gửi tiền cho thầy ạ. À, được rồi, thế nhá. Mẹ, ôi. Ê, tiên sư thế nào, đã bóng vào đầu ông thế? Tí. Chú ơi, chú sao đây? Dạ, em bị quả bóng nó bay lạc vào đầu anh ạ. Bóng bay vào đầu á? Thế có việc gì không? Hay là vào trong nhà tôi ngồi nghỉ lát? Ơ, đây là nhà bác à? Đúng rồi, đây là nhà tôi. Dạ vâng, bác cho em ngồi nhờ, lúc đầu em vẫn bị choáng quá bác ạ. À, thế chú đi vào đây. Dạ. Ôi trời. Đây, chú đi vào đây. Hiếu Thảo ơi, cho bầu ấm nước đi. Vâng ạ. Đây này, con đi. À, bà bố ơi. Phích ạ. Anh. Đấy, chả biết đứa nào chơi cái kiểu gì đá bóng vào đầu của chú ấy làm chú bị choáng bố và đưa chú vào đây ngồi lúc đấy. Bố, con biết đâu, bố con ngồi học bài trong kia mà. Đá đứa nào đá vớ vẩn thật. Đúng rồi bác ạ. Đứa nào nó đá vớ vẩn. Anh ơi, đây là đất chính chủ nhà anh luôn à? Đúng rồi em, sổ đỏ đứng tên anh luôn. Có chuyện gì à? Chả giấu gì anh, em đi qua đây thấy miếng đất này khá đẹp và hợp với tuổi em. Không biết anh có muốn đổi nhà không? À, không chú ạ, đất này là đất mà vợ chồng anh vất vả lắm mới mua được. Có ý định là để lại cho hai đứa con, chứ không đổi đâu. Em thấy cái miếng đất này rất hợp với em, nên là em muốn mua với giá bằng cái miếng ở đầu làng. Bây giờ bố con anh ra đây buôn bán còn được, chứ cái miếng trong này, trong làng, trong ngõ buôn bán được cái gì đâu. Chú thông cảm nhá, anh không bán đâu. Anh cứ suy nghĩ đi, anh muốn giá bao nhiêu anh cứ nói với em. Không, anh đã bảo không bán là không bán. Ấy, anh cứ bình tĩnh. Hiểu. Sao, lấy chổi quét sân. Vào. Tôi để lại cái danh thiếp, bao giờ cần bán đất thì liên hệ tôi nhé. Hai đứa nghe bố dặn này, từ nay nhá, bất kể ai vào đây hỏi mua đất cát thì không tiếp, nhớ chưa? Vâng ạ. Không tiếp. Bỗng bên cửa sổ có một cô gái mặc áo trắng, mặt trắng toát, tóc dài che hết nửa gương mặt, nhìn chằm chằm vào y. Y sợ hãi không thể hét lên. Gió thổi làm cánh cửa cót két. Con ma nào? Có thật mà anh Hiếu, ở cửa sổ ấy kìa. Con điên. Tao đọc chuyện ma mày nghe mày sợ quá nên mày tưởng tượng ra đấy à? Thôi, anh đừng có đọc nữa. Anh đi về phòng đi để cho em ngủ, em sợ lắm. Được rồi, thế mày ngủ hay tao về phòng ấy? À, mà khoan đã anh Hiếu ơi. Em bảo hay như này anh Hiếu nhá. Anh cứ ở đây trông em, xong khi nào mà em ngủ thì anh về. Không. Em không biết đâu. Tự nhiên anh đọc chuyện ma làm gì, xong bây giờ để em sợ rồi. Anh em bắt đạt anh đấy.
Nhưng con dở. Gào mồm lên là làm gì? Hả? Ngủ đi. Tao ở lại, được chưa? Ê, anh phải nhớ là em ngủ rồi anh mới được về nhá. Được rồi. Mày cứ ngủ đi. Tao ở đây tao canh. Tao chống mắt lên xem có con ma nào không. Ngủ làm gọn vào kia kìa. Để em học luôn. À. Ma nào? Thế nào? Đừng về phòng vội anh Hiếu nhá. Cái loại nhát gan. Cả em. Mày làm tao sợ ấy. Tưởng ma giật hết mình. Thế nhưng mà anh Hiếu ơi, anh có nghe thấy tiếng khóc không anh? Y hệt cái câu chuyện mà anh vừa đọc đấy. Chắc chỉ là trùng hợp thôi. Có khi nhà nào quanh đây trẻ con mới đẻ đấy. Làm gì có nhà nào nhỉ? Thôi được rồi, kệ đi ngủ đi. Nhưng mà em sợ lắm anh Hiếu ơi, em không ngủ được đâu. Thì bật điện lên ngủ là không sợ ma nữa. Không phải sợ. Đấy. Ê, anh Hiếu ơi, em sợ quá anh Hiếu ơi. Không sao, không sao. Nhắm mắt lại, nhắm mắt lại đi. Nhá, mắt không thấy, tim không sợ đâu. Ngủ đi, nhắm mắt đi. Con đẹp của Diệp Phật. Diệp Phật. Anh Hiếu, dậy đi học anh. Sáng rồi à? Dậy đi học đi. Mà anh Hiếu ơi, thì tối nay anh bảo anh Tuấn, anh chị Nhung với lại chị Thêu sang nhà mình ngủ nhá. Em sợ ma lắm. À, thế nhưng mà mày không được bảo với chúng nó là mày sợ ma, hiểu không? Vâng. Mày đi, học đi. Hai anh em nhà này, tối hôm qua luyện công phu văn đài sao ấy? Không, em nghĩ là tối hôm qua đói, xong rồi lục cầm nguội đấm nhầm vào mặt nhau. Vớ vẩn. Đây là tối hôm qua bọn tao chơi bài quệt nhọ nồi, xong rồi là nó đậm quá không rửa hết được cái... Ôi giời ơi, tưởng gì, cái trình đánh bài quệt nhọ nồi của chú Bảy còn non và xanh lắm. Được, thế tối nay qua tao chơi bài quẹt nhọ nồi xem thằng nào thắng thằng nào. Thế nhưng mà mẹ tao không cho. Thì chúng mày xin mẹ là sang nhà tao học nhóm, mẹ chúng mày khác cho. Với lại hôm nay là thứ Bảy mà, hai chị sang ngủ cùng em luôn. Thế để đi về, chị xin mẹ chị xem được không đã? Có gì đấy nhá. Camix! Em chết rồi. Tới vòng tao, hai đứa chúng mày tàn đời rồi. Ba thằng quy. Nào xem ai non là xanh hả bạn ấy. Mày ăn may thôi. Thôi anh Tuấn ơi, anh em mình bốc luôn đi, chứ tập này đánh đấm gì nữa. Thì bốc. Bốc mẹ. Em bốc được con ca. Mày niệm rồi Tuấn ơi. 30 chưa phải là Tết nhá. Lạy thánh thần bài, lạy thần mở bài cho con thắng được con kia muộn. Em thắng rồi.
Thế nhưng mà mày vẫn bị một quẹt của thằng Hiếu. Tao nồi. Nồi đây. Ôi giời ơi, chỗ nào đẹp nhỉ? Chỗ mũi anh Hiếu ạ. Mũi kìa. Mũi à? Anh Hiếu ơi, bôi nhanh lên. Được, nhanh luôn. Một quẹt vào mũi này. Thì tôi chơi ngu quá. Tuấn tỷ tỷ, hai quẹt nhở. Thảo, mang người cho chị. Chỗ nào bây giờ nhở? Ôi giời ơi, tao vừa phải đắp mặt nạ hôm qua xong. Mặt nạ này, mặt nạ. Anh Tuấn ơi, anh thua nhiều quá rồi, bây giờ anh xuống đi để em chơi. Cảm ơn. Ô hay, mấy cái đứa này, làm gì đây? 12 giờ rồi còn chưa đi ngủ à? Úi dồi ôi, mấy cái đứa này hết trò rồi sao, nghịch cái gì mà trông đứa nào đứa ấy, mặt mũi nhem nhuốc trông như ma xó thế này. Nghỉ ngay đi, đi rửa hết mặt mũi đi mà đi ngủ đi nhá. Vâng ạ. Làm ngay đi. Này, nói nhỏ thôi, cố nốt mấy ván nữa xong nghỉ. Đúng rồi đấy, em chưa được chơi, để em chơi mấy ván đã. Thế tắt điện đi, xong rồi bật flash lên chơi. Chứ để điện thế này bố mày phát hiện ra đấy. Để tao tắt điện. Ui, tắt đi. Con Thêu, chia bài đi. Có nhưng giờ thì không. Con Miu nhà em ạ, nó bỏ đi theo tiếng gọi của tình yêu 3 tháng này rồi. Gì đấy? Ừ. Anh Hiếu ơi, nhà anh có trẻ con à? Không ạ. Rửa mặt mũi đi về phòng mà ngủ. Ma mày ăn cái gì? Vâng ạ. Nghịch như quỷ ấy. Ê bố. Bố có nghe thấy tiếng gì lạ không bố? Tiếng gì là tiếng gì? À không có gì đâu ạ. Thôi bố đi ngủ đi bố.
Anh Hiếu ơi, bố từ trước đến nay ạ, được cái nết gọi là ngủ say như chết á, có biết gì đâu mà anh hỏi. Anh Tuấn ơi, nãy anh đi đâu ấy, sao tự nhiên xuất hiện mà lại không thấy lên tiếng gì ấy? Thì tao đi đái chứ đi đâu. Nhưng mà tao đang đái ấy, thì nghe thấy tiếng cho cắn mèo kêu trẻ con khóc. Ôi, tao phải dừng đái, tao phi vào đây luôn. Ôi dồi ôi, phi vào đây thì chúng mày đang cũng la hết sợ hãi. Tao sợ quá, tao cũng la hết của chúng mày luôn. Xong cái tay của tao tát thằng nào ạ. Xong thằng nào cũng tát tao một cái. Mọi người còn nhớ cái bóng trắng đấy ở cửa sổ không? Có khi là ma thật đấy. Xong rồi còn cả tiếng chó sủa mèo kêu trẻ con khóc nữa. Ôi mẹ ơi, sợ thế hay là đi về đi. Thôi thôi, tao không về đâu. Nhỡ ra đến cửa, con ma nó chặn cửa để chết đi. Thế nhưng mà bây giờ như nào đây? Tao sợ lắm. Hay là bây giờ bọn mình cứ bật điện xong rồi chơi bài đi. Hả? Chơi bài cứ để điện đây xong rồi xem có ma hay không. Đúng rồi đấy các anh chị ạ. Đừng có tắt điện. Với lại ạ, thức cùng nhau ạ thì sẽ không gặp ma đâu. Sao tao không dám sang nhà thằng Hiếu ngủ nữa đâu. Ôi dồi ôi, cả đêm qua sợ ma quá không dám đi vệ sinh, tí thì quá cả ra quần. Em buồn ngủ quá, hay là nghỉ học đi mọi người ơi. Ê, nghỉ học á? Mày mất trước học sinh giỏi toàn diện ấy, mày dám nghỉ không? Thôi, cả đêm qua bị hành tao đói lắm rồi. Giờ đi qua nhà bà Sinh xem có cái gì bánh mì, bánh bủng mua ăn sáng đi. Đi. Đừng nói lên thuyền. Em sẽ là một cô dâu xinh đẹp nhất trong đời. Chú Giang, gì đấy? Chú nghe tin gì chưa? Cháu mới lắm được tin này, hot hơn hot luôn. Tin gì? Nghe đồn nhá, nhà ông đại có ma đấy. Cái gì? Nhà ông đại có ma hả? Vâng, nghe người ta nói nhá, cách đây hơn 100 năm á, nhà ông đại là nhà ông địa chủ đấy. Trước nhà ông địa chủ á, có một cô hầu gái á, cô trở hoang, bị ông địa chủ đánh chết. Gần đây á, người ta nhìn thấy á, ma lữ á, âm hồn rất vượng. Nghe thấy cả tiếng trẻ con khóc cả đêm nữa cơ, sợ lắm chú ạ. Bảo sao, dạo gần đây cứ nghe thấy tiếng phụ nữ khóc, rồi trẻ con khóc. Tiếng chó sủa, mèo kêu. Ủa, cứ tưởng là gần nhà ông đại có ai bị đánh, thì hóa ra là nhà ông đại bị ma ám à? Cháu nghe nói á, nhà nào mà bị ma ám á là vận đen lắm đấy chú ạ. Mà nhà cái ông đại này có tận 2 mạng đàn ông, không cẩn thận á là bị bắt đi đấy. Nghe người ta nói á, nhà ông đại á phải bán cho người tuổi Dần để họ áp chế, may ra mới thoát được vong nữ ấy được. Nếu mà không bán đi mà thoát thân á thì có khi ông đại á với thằng Hiếu là bị là bắt đi đấy chú ạ. Nghe mà rối cả mình luôn. Ui, sợ thế. Này, Mimini, chuyện vừa rồi mày nghe ai nói, hả? Tao nghe người làng đồn thế. Người làng là ai hả chị? Thì ở ngoài chợ người ta đồn đầy ấy. Mấy bà hàng cá hàng thịt đồn thế chứ tao biết đâu ấy. Tao không phải người đồn đâu nhá, thôi tao về đây. Ôi, chú cũng về, chú không biết gì đâu nhá. Ừ. Ô, này, chúng mày sao đấy, hả? Chỉ là mấy cái lời đồn vớ vẩn thôi. Tao bị ma ám rồi đó. Vớ vẩn. Nói linh tinh, giỏi quật. Anh Hiếu ơi, đây, lau đi. Ôi,
Hiếu. Anh Hiếu. Anh Hiếu. Đấy, cũng may là va chạm nhẹ thôi đấy nhá. Thế nào, mai đèo anh mày đi học nhớ chưa? Vâng ạ. Bố ơi, người ta đồn là nhà mình bị ma ám. Mà ở đây gần 20 năm rồi, con có thấy ma mãnh gì đâu bố nhở? Vâng, ma mãnh cái gì? Chỉ là tin đồn thôi. Bố cũng không tin đâu. Chắc là có ai muốn hại mình đấy. Hại nhà mình nhở? Hai đứa có muốn biết ai đang giáp tâm hãm hại nhà mình không? Có. Được rồi. Bây giờ bố con mình sẽ sử dụng kế nghi binh, dương đông kích tây. Trời cũng sắp tối rồi. Chúng ta ra đây xem là ma hay là người. Đi luôn bố. Từ từ đã. Em phải cầm theo ít tỏi để đề phòng. Cả nhớ đâu ạ, nó là ma thật. Thế thì mày về nhà mình nhớ cầm tăng bố tí nhá. Nhanh lên. Đi bố. Hoặc là bị bắt. Thảo ơi, bố ơi, sống lên. Này, này, ma này, ma. Mày, ma. Mày, này, mày, mày, ma mày chết rồi. Ma, mày chạy ra đây. Đâu, ma mày. Mày chạy ra đi, đâu. Đang lâu chân vẫn phải bắt mày đây. Tha cho tôi đi mà. À, ma biết nói này. Ma lại còn đội tóc giả. Tao biết ngay mày là hàng giả mà lại. Mày. Ra đây. Sao cái mặt thằng này nó quen thế nhở? Bố, cái chú này là cái chú mà mấy hôm trước gạo mua đất nhà mình ấy bố. Mà cái chú béo béo này, sao làm người không muốn, chú muốn làm ma? Ơi, nhanh một tôi mà cáu lên được một phát tôi là ăn gà khỏa thân luôn rồi nhá. Anh ơi, em nói ạ. Bố, để con quay lại làm bằng chứng. Ôi, anh ơi, tại ông thầy bói ông bảo cái miếng đất này nhà anh rất hợp phong thủy với một khách định mua anh ạ. Em gặp anh mà anh không bán, cho nên em phải giả thần giả quỷ để dọa gia đình anh cho gia đình anh sợ ạ. Thế cũng chính chú là cái người mà tung tin đồn nhà tôi có ma để mua được đất nhà tôi đúng không? Đúng rồi. Quần thất đức, nói mau, mày giả thần giả quỷ dọa bao nhiêu nhà rồi? Dạ em lần đầu anh ạ. Mày chết rồi. Hôm nay gặp bố con tao thì hôm nay mày xác định rồi nha. Đi. Ê, lên xa. Anh ơi, anh tha cho em ạ. Không tha thứ gì cái mặt mày. Đi lên xa nhanh lên.